Phút cuối rũ rượi của bà chùm heroin lại thị ngấn, vẫn kịp chửi, thẳng mặt chó. <laughs> Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Tiểu sử Tử Tù Giang Hồ Người Nổi Tiếng. Tới Pháp Trường nhìn thấy bảy chiếc quan tài đỏ chờ sẵn, nữ tử tù lại thị ngấn sợ đến ngất xỉu. Đến khi buộc vào cọc tại trường bắn thì ngấn trông như một cái xác không hồn. Đó là ngày đền tội của một tử tù đêm đêm vẫn giống lên tập thoại trong buồng biệt giam trả lời thẩm phán tôi không có tội khu biệt giam dành riêng cho các tử tù ban ngày thường im ắng đến kỳ lạ những tiếng la hét kêu gào những lời trần tình thường chỉ diễn ra vào ban đêm đối với tử tù bình minh là khi mặt trời lặn còn ban ngày sẽ là lúc ngủ để lấy sức chờ lúc ra trường bắn một ngày dài hơn thế kỷ trong đường dây buôn bán vận chuyển chất ma túy xuyên quốc gia bên cạnh những kẻ tổ chức như Siêng Kham Chăn, Siêng Phinh, Kham Vi, Vũ Xuân Trường, Đào Xuân Xe, Vũ Hữu Chỉnh thì không thể không nhắc đến các nữ quái đó là Lại Thị Ngấn. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch bà già heroin. Tên thật Lại Thị Ngấn, biệt danh bà già heroin, năm sinh không rõ, quê quán huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên. Tiền án tiền sự, tử hình. Lại thị ngấn người thấp béo tròn cũng xuất thân từ nghề đi buôn lông vịt và sau chuyển sang nghề đi buôn đường dài. Ngấn là một đại lý lớn nhất của đường dây này. Chỉ riêng một vụ buôn bán heroin vào tháng 4 năm 1996 cũng đủ thấy thị có thế lực và chỗ đứng như thế nào trong giới. Đời nghề của Thượng tá Hồ Như Vọng chỉ có hai lần đối diện với nữ tử tù tại trường bắn. Đó là hai tử tù lĩnh án liên quan đến buôn bán vận chuyển ma túy. Sự bắn tử tù là nữ khiến cho tâm lý của người chỉ huy lẫn các xạ thủ đều nặng nề. Tử tù sớm nắng, chiều mưa, chưa dở mặt. Đó là đúc kết của bao đời quản giáo trong khắp các nhà tù từ Nam Chí Bắc về tính thất thường của các phạm nhân đang chờ ngày hành quyết. Thời gian kể từ lúc bản án tử hình có hiệu lực pháp luật đến khi kẻ tử tù bị đưa ra trường bắn là quãng thời gian được sống cuối cùng. Sống để chờ đợi cái chết chờ đợi được đền tội. Nhiều người đã kinh qua khói lửa của các cuộc chiến tranh, sống qua thời khắc giữa sự sống và cái chết, nhưng khi được giao nhiệm vụ xạ thủ trong thi hành án tử hình, vẫn thấy ớn lạnh. Ông Vọng giải bày với phóng viên, tôi cũng như nhiều người khác đều thấy dần rợn khi phải đối mặt với nữ tử tù tại trường bắn. Dù có phạm tội lãnh án tử hình thì họ vẫn là phụ nữ, tay yếu, chân mềm. Hai đồng phạm là nữ trong đường dây ma túy của Vũ Xuân Trường là Lại Thị Ngấn và Nguyễn Thị Hoa. Ngấn với bản lĩnh của mình được giới buôn hàng trắng thời đó đặt cho biệt danh bà già heroin. Còn Hoa sở hữu một vóc dáng đầy đặn, thân hình nõn nà, nước da trắng hồng nên được coi là hoa hậu ma túy. Những ngày Vũ Xuân Trường và đồng bọn đi trên con đường độc đạo ra trường bắn cầu ngà và ở lại đó làm thành những nấm mổ thì chỉ có lại thị ngấn là nữ hòa lệnh án tù trung thân. Ông Vọng nhớ lại, đường dây ma túy của Vũ Xuân Trường và đồng bọn làm chấn động dư luận thời bấy giờ. Lại Thị Ngấn cũng là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma quỷ đó. Sinh ra tại một làng quê nghèo thuộc huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngấn bỏ quê lên phố, buôn đường dài tuyến điện biên và rồi trở nên giàu có một cách nhanh chóng. Ngấn mua nhà mặt đường ở Hà Nội, xây khách sạn tư nhân. Sự giàu lên nhanh chóng của Ngấn khiến người mẹ già ở quê nửa mừng, nửa lo. Rồi thì linh tính từ sâu thẳm trong trái tim của người mẹ mách bảo Ngấn sẽ gặp nạn từ cách làm ăn của mình. Người mẹ ấy đã tìm cách khuyên ngăn con gái, nhưng vô vọng. Ngày cuối cùng, người mẹ ấy gặp con, thấy khuôn mặt hốc hác, bộc lộ nhiều sự dối rắm lo âu. Bà biết ngay đại họa đã đến rất gần với Ngấn. Một tuần sau ngày gặp mẹ tại quê nhà, Ngấn bị bắt tại Hà Nội ngấn thành ma sống từ mà phạm nhân thường gọi tử tù trong trại giam sau khi phiên tòa xét xử tuyên án tử hình với thị khu buồng việt giam của các tử tù ban ngày im ắng đến lạ lùng tất cả các tử tù đều ngày ngủ vùi và đêm lại thức chân chân đếm thời gian đối với các tử tù bình minh của họ lại bắt đầu kể từ lúc mặt trời lặn ban ngày họ ngủ lấy sức để ban đêm thức chờ ra trường bắn quãng thời gian 2-3 giờ sáng là khoảng thời gian khủng khiếp nhất của các tử tù. Họ sống trong sự sợ hãi đến nghẹt thở, trong nỗi thấp thỏm chờ đợi thần chết gõ cửa. Được ăn uống đầy đủ và chăm lo kỹ càng nên các tử tù hầu hết béo tốt nhưng tinh thần thì đa số rơi vào tình trạng hoảng loạn. Nỗi ám ảnh về cái chết được báo trước khiến họ trở thành những con người bất thường, thoát vui lại thoát buồn, có khi cười cười nói nói vui vẻ liền ngay sau đó là ôm mặt khóc hu hu như một đứa trẻ. Sau khoảng thời gian này, chờ đợi đến chừng 4 giờ sáng mà không thấy tiếng mở khóa lách cách, tiếng cọt kẹt của cánh cửa nặng nề nơi khu xà lim mở ra khép lại, là các tử tù thở vào nhẹ nhõm. Vậy là chưa có thêm một bản án nào nữa được thi hành, và cuộc sống của họ lại được kéo dài thêm một ngày nữa. Tất cả lại ngủ vùi, đến đêm lại thức, lại thấp thỏm, đợi chờ. Đêm đêm, trong những ca trực quản giáo đã thắt lòng khi nghe lời người đàn bà mệnh danh là bà già heroin lại thị ngấn này nức nở gọi mẹ và sám hối với con nữ phạm nhân này người hà nội phạm tội lừa đảo chồng cô cùng phạm tội với vợ và bị kết án chung thân chị ta còn mẹ già và hai đứa con đêm nào nữ tử tù này cũng khóc mẹ và lạy hai con tha tội cho mình vì bản thân không làm tròn bổn phận chỉ tờ mờ sáng hôm sau nếu không nghe thấy tiếng lách cách mở khóa và tiếng cánh cửa nhà giam nặng nề mở ra khép lại là các tử tù biết rằng ngày hôm ấy chưa có bản án nào phải thi hành tất cả chờ đợi bữa ăn sáng để rồi sau khi no nê các tử tù mới bắt đầu ngủ vùi để đêm mai lại tiếp tục chờ đợi quản giáo những người duy nhất phải tiếp xúc với tử tù nên cũng đã trở thành bia đỡ đạn đối với mọi cơn giận dữ uất hận thất thường của tử tù nghe chửi thành quen, thậm chí chuyện lĩnh đủ các bô nước tiểu của những phạm nhân nổi khùng hắt vào người cũng không còn là chuyện lạ. Sau đó, khi những cơn bất ổn về thần kinh đã đi qua, tử tù lại chắp tay xin lỗi quản giáo. Có tử tù chẳng ốm đau gì, vừa mới hát ông ổng lại gào lên kêu cứu làm các đồng chí quản giáo suốt đêm nhấp nhổm không yên. Trong những ngày chờ thi hành án để quên đi nỗi sợ hãi, các tử tù đã nghĩ rằng ngăn lẻ một trò quái chiêu mà trong hoàn cảnh bình thường khó ai có thể tưởng tượng nổi. Ngấn cũng chung tâm trạng với các tử tù khác. Ngày ngủ vui nhưng đêm đến không la hét huyên náo, không quằn quại nhớ người tình, mà đêm nào thì cũng độc diễn một vở kịch giống nhau. Thưa quý tòa, tôi không có tội. Ông vọng bảo trước cái chết đến rất gần, ngấn sợ lắm, Khác hẳn hôm tại phiên tòa, nhiều người tham dự phiên tòa xét xử Ngấn đều ngạc nhiên vì sự ngoan cố đến khó tin của bà già heroin này. Lại thị Ngấn, một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy Vũ Xuân Trường, đã từng rõng giả suốt mấy tháng trời chửi rủa tạ thị Hiển, bồ ruột của Vũ Xuân Trường, vì cho rằng Hiển đã cung khai ra mình. Con tử tù không chửi rủa mà chỉ la hét kêu oan. Có khi vừa mới chối tội xoen xoét rồi lại xin được chết để đền tội. Lại thị ngấn đã từng nhiều đêm độc diễn màn độc thoại. Thưa quý tòa, tôi không có tội. Ngấn chối tội thuộc dạng siêu đẳng, hỏi gì cũng không biết. Tại phiên tòa, ngấn cũng bình thản đến lạnh lùng, ngay cả khi bị tuyên án tử hình, ngấn cũng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy và tịnh không rơi một giọt nước mắt. Những đêm xuất buồng thi hành án, ngấn lại sợ hãi đến mềm nhũn người, không thể bước đi nổi, hai tay cứ bấu chặt vào người quản giáo. Theo ông vọng kể. Sau mỗi lần thi hành án tử tù trước khi thi hành án ngấn đã yếu lắm rồi. Tinh thần suy sụp hoàn toàn. Người nữ quản giáo hàng ngày vẫn quản lý trông coi chăm sóc ngấn. Bây giờ lại phải dìu ngấn đi, đánh răng, rửa mặt cho ngấn và nói những lời động viên an ủi ngấn ra đi thanh thản. Sự hoảng loạn nỗi muộn phiền, những gào thét la lối căng thẳng. Tất cả chung quy lại đều xuất phát từ sự tiếc nuối và ân hận. Để làm dịu những cơn sốc bất bình thường ấy, những người quản giáo ngoài thần kinh thép còn được tôi luyện một tấm lòng nhân hậu. Các quản giáo đã gần gũi quan tâm đến các tử tù từng ly từng tí, động viên an ủi họ để những con người tội lỗi này được ra đi một cách thanh thản. Khu trường bắn cầu Nga nằm ở phía sau trại tạm giam Hà Nội, cách trại chưa đầy một cây số. Từ trại, con đường dẫn đến trường bắn là một con đường độc đạo và là đường cùng. Mọi phạm nhân được đưa đến đây là phải ở lại. Các cuộc xử bắn bao giờ cũng bắt đầu vào lúc tờ mờ sáng và kết thúc lúc mặt trời mọc. Trước giờ thi hành án cùng với những thủ tục bắt buộc đã được quy định trong bộ luật tố tụng hình sự về trình tự thi hành án. Các tử tù bao giờ cũng được mặc quần áo mới, được ăn một bữa thịnh soạn cuối cùng và được viết thư về nhà cho cha mẹ, người thân. Khi ra đi, mỗi tử tù một tâm trạng, có người sợ hãi không bước nổi trong khi có tử tù lại bình tĩnh đón nhận cái chết như một cách gột rửa tội lỗi khi vào cõi vĩnh hằng. Người nữ quản giáo từng báo tin thi hành án cho tử tù lại thị ngấn kể lại rằng, tờ mờ sáng hôm ấy chị vào mở cửa buồng giam, tháo cùm cho ngấn và báo tin thi hành án. Người ngấn mềm nhũn, chân tay run lầy bẩy, ngấn không bước được, không tự làm được gì hết. Quản giáo phải đánh răng rửa mặt trải đầu cho ngấn rồi động viên an ủi bên tai ngấn không còn nghe thấy lời động viên mà chỉ thấy tiếng ù ù của một miền tối tăm mà thị sắp phải đến. Con người to béo phô pháp là thế mà hôm nay nhũn ra không thể đi bằng đôi chân của mình. Hai nữ quản giáo phải sốc nách, con ngấn cứ rền dệt đôi chân trên đất. Ngấn sợ hãi đến mức đáy quần luôn ướt sệt. Người nữ quản giáo phải thay cho ngấn mấy lần quần mới. Tới pháp trường, nhìn thấy bảy chiếc quan tài đỏ chờ sẵn, ngấn sợ đến ngất xỉu. Ngài quản giáo phải bấm dây mạnh vào huyệt nhân trung cho thị tỉnh lại. Đến khi buộc vào cọc tại trường bắn thì ngấn trông như một cái xác không hồn. Dạng sáng ngày 3 tháng 3 năm 1998, một loạt súng vang lên kết thúc cuộc đời của con người tội lỗi. Tự loại mình ra khỏi xã hội. Theo ông Vọng kể lại, sáng muộn cuộc thi hành án hoàn tất ngấn giờ thành một nấm đất sau trường bắn cầu ngà thì những người gần đấy bỗng nhìn thấy một người mẹ già chân đất đứng chết lặng đi bên ngoài. Bà chính là người mẹ tội nghiệp của ngấn đã bao ngày khô nước mắt khóc con, hận mình khuyên răn con không được. Hôm ấy bà trở dậy, lật đật đi như chạy ra chùa, tháp nhang và cầu kinh chờ cho trời sáng. Đúng 5 giờ sáng thì đài tiếng nói Việt Nam nổi nhạc bắt đầu một ngày mới trong chương trình thời sự đầu tiên của ngày đài đưa tin đã thi hành án tử hình đối với các bị án trong đường dây ma túy vũ xuân trường bà tức tốc thuê xe ôm lên hà nội rồi cuối cùng thì bà cũng tìm được đến trường bắn cầu ngà lúc này mặt trời lên cao bằng con sào bà chỉ còn nhìn thấy bảy nấm đất người ta vừa mới chôn xong trong ấy có đứa con tội lỗi của bà dáng bà siêu vẹo bước chân đi như vô định khuất bóng phía sau trường bắn bà đâu biết có đôi mắt của một người chiến sĩ công an vừa thi hành án xong dõi theo thương cảm với nỗi lòng của người mẹ. Trong vụ án này, Siêng Kham Chăn giao cho Sisavat 23 cặp heroin tương đương 16,1 kg, vắt đem vào Hà Nội và chỉ bán cho ngấn với giá 11.000 đô la Mỹ trên một cặp. Ngấn trả ngay lập tức 80.000 đô la Mỹ. Một tháng sau trả thêm 70.000 đô la Mỹ cho đến lúc bị bắt vẫn còn nợ 103.000 đô la Mỹ. Tại nhà ngấn cơ quan điều tra thu được 10 quyển sổ, trong đó ghi rõ việc thanh toán các chuyến hàng, cũng từ buôn bán ma túy kèm thêm nghề cho vay nặng lãi, thị khá giàu có. Ngấn đứng tên chủ sở hữu khách sạn 62 hàng mã. Khách sạn có 18 phòng với nội thất sang trọng. Lại thị ngấn xây năm 1995 với số tiền hơn 3 tỷ. Khi bị bắt, thời gian đầu ngấn cãi bay cãi biến mọi câu hỏi của điều tra viên. Thậm chí số heroin thu được trong nhà mũ cũng khai là nhặt được. Nhưng rồi trước những chứng cứ thu được, đặc biệt là từ những quyển sổ, lại thị ngấn cũng phải nhận tội là đã trực tiếp tiêu thụ hàng cho siêng khăm chăn, trường và xe. Ngấn chịu án tử hình và kết thúc cuộc đời gái giang hồ ở độ tuổi Xuân Xanh. Trong tiếng nhếch mép của cựu đại úy buôn ma túy Vũ Xuân Trường, trước khi đi hành án, thấy từ tù lại thị ngấn bị ngất phải tiêm thuốc trợ tim, từ tù Vũ Xuân Trường cười khẩy Thế là thêm một con ca ve xuống đấy Đủ một mâm bảy người Lại thị ngấn đầu tóc bơ phở Đôi mắt thất thần Nghe thấy thế ngấn vừa chừng mắt nhìn trường Bằng đôi mắt căm thù vừa chửi tục Thẳng mặt chó Thưa quý vị và các bạn Trong video này PKT cũng đã lược bỏ đi một số phần Mà mình cảm thấy không cần thiết Để cung cấp cho các bạn những thông tin Vừa chính xác, khách quan, vừa ngắn gọn Để các bạn có thể dễ nhớ, dễ nghe và dễ hiểu Hy vọng các bạn thích video này và nếu các bạn có ý kiến gì thì để lại dưới phần comment bên dưới còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo